Chào cả nhà, giới thiệu với cả nhà cái máy Toro tự động chạy bằng bánh răng của thương hiệu Unifast. Với cái model đó là TB6516. Đối với cái dòng máy Toro này thì Toro từ M3 cho đến M16. M3 đến M16. Và cái hành trình Toro được là 65 ly. Chúng ta lưu ý nhé, hành trình Toro được dày tối đa là 65 ly. Thì với chiếc máy Toro tự động bánh răng ngày nay được sử dụng rất là rộng rãi để dùng để Toro răng trên tất cả những cái chi tiết một cách tự động. Thì với chiếc máy như thế này, chúng ta có thể Toro một lần một mũi, hoặc là đang ở đây chúng ta đang gắn cái đầu hai mũi một lần thì chúng ta sẽ Toro được một lần là hai mũi. Thì ngoài hai mũi này, chúng ta cũng có thể gắn thêm đầu 3 mũi, 4 mũi, 5 mũi, 6 mũi, 8 mũi vân vân. Thì tùy theo cái nhu cầu của chúng ta mà chúng ta sẽ gắn cái đầu phù hợp với lại cái nhu cầu công việc của mình. Thì đối với loại máy này là Toro tự động bằng bánh răng, do vậy cho nên các cái bước răng thì khi mà chúng ta thay đổi, chúng ta buộc phải thay đổi cái bộ bánh răng. Thì cái bộ bánh răng chuẩn nó như thế này. Đây là cái bộ bánh răng chuẩn, thì cái bộ này nó có bước răng khác nhau. Mỗi một size Toro thì sẽ có một cái bước răng chuẩn khác nhau. Ví dụ như là đang gắn ở đây là bước răng chuẩn của đó là 0.4 cho M2. Thì chúng ta cũng có thể thay đổi bước răng qua 1 ly cho M8 và vân. Thì chúng ta muốn Toro bước nào chúng ta thay bước răng bộ đó là được nhé. Rồi, còn về phần mà thao tác máy này thì rất là đơn giản luôn. Máy thì có thể chạy tự động độc lập được, ít can thiệp vào cái con người. Chúng ta có thể cho nó chạy tự động trên cái dây chuyền của mình, hoặc là chúng ta sẽ cho nó chạy một cách bắn tự động. Thì nói chung là với cái dòng máy này là rất là tiện lợi trong cái việc Toro, bởi vì thứ nhất là nó Toro cái lỗ ra bước răng chính xác, và cái việc mà Toro thì rất là bền bỉ. Máy này nếu mà chúng ta chạy, chúng ta có thể chạy suốt ngày đêm, rất là tiện lợi. Rồi, thì chúng ta xem sơ về cái model TB6516 của thương hiệu Unifast nhé. Thì máy sử dụng động cơ 2HP 3 pha, động cơ 3 pha 2HP, và cái cử canh độ sâu thì ở đây chúng ta có cái cử đây rồi, chúng ta chỉ cần dùng lục giác chúng ta dịch chuyển cái con chạy này là chúng ta có thể thay đổi được cái độ sâu của Toro mà mình mong muốn. Ở đây thì có cái nút dừng đảo chiều khẩn cấp, khi mà có vấn đề chúng ta cứ nhấn vào thì nó sẽ tự động đảo chiều và nó dừng động cơ khi nó rút về. Rồi, còn ở phần bên đây thì là có nơi để chúng ta thay đổi bước răng ở đây. Bộ bánh răng nó nằm ở trong hai cái nắp, trên cái nắp này nhé. Chúng ta muốn thay, chúng ta tháo hai con ốc này là thay thôi, cũng không có gì phức tạp hết. Còn phần điều khiển thì ở đây chúng ta có nguồn và nút chạy, cũng như là nút chọn chế độ Toro một lần hay là Toro liên tục. Thì nếu như mà chúng ta chọn một lần thì chúng ta chọn qua single cycle, còn nếu mà chúng ta muốn Toro liên tục thì chúng ta cứ chọn qua repeat là được nhé. Đó, chúng ta thấy không, khi mà chuyển qua Toro repeat thì máy nó sẽ chạy. Do vậy cho nên là chúng ta lưu ý đối với máy Toro này, khi mà chúng ta chuyển qua liên tục thì máy nó sẽ bắt đầu nó chạy, có điện là máy nó chạy thôi, nó chạy lên xuống liên tục luôn. Thì lúc bây giờ có việc cấp phôi thì chúng ta sẽ chủ động ở dưới này làm sao mà cứ lúc nào cũng có phôi là được. Còn khi mà mình muốn can thiệp từng cái thì chúng ta tốt nhất là cứ để single, tức là Toro xuống lên là dừng, sau đó mình sẽ can thiệp chạy bằng cách là nhấn nút hoặc là chúng ta đạp cốc. Ở đây nó có cốc chạy nè. Rồi, mà tất nhiên là khi mà trước khi chạy thì bao giờ cũng vậy, đối với máy Toro thì chúng ta buộc phải căn chỉnh làm sao mà cái mũi đúng ngay với tâm lỗ Toro là thứ nhất. Thứ hai nữa là chúng ta phải siết cái đầu máy này nè, chúng ta siết bằng những con ốc này. Ở đây người ta có trang bị sẵn cho mình rồi, mà chúng ta phải khóa những cái con ốc này lại nha. Những con ốc này là khóa giữa cái đầu này và cái trụ này, chúng ta phải khóa cho thật kỹ vào. Khi mà mình để cái chiều cao phù hợp rồi chúng ta sẽ khóa nó lại nhé. Thì khóa hay là nâng lên nâng xuống thì chúng ta chỉ cần sử dụng một cái tay quay này thôi, khá là tiện lợi. Rồi, thì máy Toro tự động thì nó như vậy đó. Chúng ta xem nó chạy nè. Cái việc mà đi lên đi xuống này là một cách tự động, do vậy cho nên là răng lúc nào cũng đảm bảo là chính xác, và răng tuyệt đối là chính xác, không có chuyện làm hư răng dưới chừng. Tại vì đi lên đi xuống là do cái bộ răng chuẩn quyết định rồi, chúng ta lưu ý. Rồi, máy thì được trang bị bàn làm việc cũng như là có bơm làm mát đầy đủ, và trên này cũng có vò luôn rồi. Vò này là vò có đế 500 vĩnh cửu, chúng ta đặt ở đâu cũng được hết, và sau đó mình chỉnh cái vò là được nhé. Rồi,
thì cơ bản là máy rất là đẹp, đầy đủ chức năng cho một cái nhu cầu tarot. Chúng ta lưu ý là với cái đầu này này, chúng ta có thể dùng đầu 2 mũi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 v.v. Tất cả đều gắn được với chiếc máy TB6516 này. Chúng ta có nhu cầu thì cứ liên hệ với lại cơ khí 24 giờ. Chúng tôi sẽ chọn cái đầu phù hợp nhất so với lại cái chi tiết của mình. Lúc đó thì sẽ có cái model cụ thể cho cái đầu. Rồi, chúng ta có nhu cầu thì cứ liên hệ với lại cơ khí 24 giờ. Xin cảm ơn cả nhà.